Một giờ sáng, tổ công tác của phòng phòng chống ma túy và tội phạm, đồn biên phòng Cần Thạnh và hải đội 2 bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình tuần tra đã phát hiện 3 phương tiện mang các biển kiểm soát HG2999, HG2588 và HG2599 do Vũ Bá Huy, Nguyễn Xuân Hải và Vũ Tuấn Dư cùng ngụ tại Hải Dương làm thuyền trưởng đang khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ. Theo lực lượng chức năng, trên các phương tiện được trang bị khoảng 20 máy hút cát với công suất cực lớn, có thể khai thác trên 100 mét khối cát mỗi giờ. Thời điểm bị kiểm tra, mỗi xà lan đang chứa khoảng 40 mét khối cát. Chủ các phương tiện không xuất trình được các giấy tờ liên quan. Hiện lực lượng biên phòng đã dẫn giải người, phương tiện vi phạm về đơn vị để xử lý theo quy định pháp luật.